Kim Chi, tôi đi làm nha. Ừ. Ủa? Ừ? Hôm nay là thứ bảy mà đi làm gì? À, tại vì ngày hôm nay á là họp giáo viên. Thôi, tôi đi nha. Bye bye bạn. Ủa? Ai gọi vậy ta? Alo? Dạ, tôi là Kim Chi đây. Hả? Chị là chị của Diệu Hiền hả? À, sao? Chị xin số điện thoại của thầy Phúc hả? Dạ, số của ảnh là... Ủa? Anh Phúc? Hôm nay anh đi sớm hả? Anh đi công việc xong sớm, nên sẵn tiện ghé trường luôn. Dạ. Alo. Dạ phải. Dạ. Dạ chị đợi em chút nha. Dạ. Chị là chị gái của Diệu Hiền à? Dạ chị có chuyện muốn nói với em. Dạ trưa nay em bận rồi, đâu giờ chiều được không chị? Dạ. Trưa nay mình đi ăn với nhau nha. Trưa nên có hẹn rồi. À, vậy hả? Ừ. Dạ. Dạ. Đâu có gì đâu. Kim Chi ơi. Hả? Tôi về rồi nè. Đói bụng quá. Nhà có gì ăn không bà? Tôi có nấu bò kho, bà vô ăn đi. Bò kho hả? Ừ. Ê, nói nghe nè. Hả? Hồi nãy... Hả? Hả? Nhớ hâm lại rồi hãy ăn nha. À, hết hồn. Tưởng đem nước không ngon chứ. À, tôi biết rồi. Em nghe nè anh Phúc. Dạ, em biết rồi. Anh đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Thôi, anh đi đây. Ý, mà khoan đã. Nếu mà nhớ em quá, nhớ gọi điện cho em nha. Đừng có kìm nén nha, chịu không nổi đâu. Bye bye anh. Ngày mai em có muốn đi đâu chơi không? Ủa, nhưng mà ngày mai anh không đi Châu Đốc hả? Anh quỷ rồi. Nè, em muốn đi đâu? Làm cái gì? Dù khó khăn cơ nào á, anh cũng làm cho em mà. Cái gì anh cũng làm cho em đúng không? Vậy được rồi, vậy ngày mai anh vừa đàn vừa hát cho em nghe nha. chuyện gì cũng được, ngoài chuyện đó ra. Trời ơi, vậy mà mới vừa nói là em muốn gì cũng được. Cái anh này, vậy thôi, anh à, ngày mai anh nhắc em tới một nơi nào mà mình chưa bao giờ đi. Một nơi thiệt là lãng mạn đi, nhá. Anh à, em thích khoảnh khắc này quá à. Em ước gì thời gian ngừng lại để cho em được bên anh mãi mãi. Anh Phúc, anh sao vậy? Nãy giờ em nói anh có nghe gì không? Bộ mặt em dính gì hả? Anh Phúc hả? Anh sao vậy? Nãy giờ em nói có nghe gì không?
Anh nghe chưa? Hiền nè. Dạ. Lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra và anh không còn gặp em nữa, em có giận anh không? Anh nói gì vậy? Vậy là sao? Bộ anh tính rời xa em hả? Hử? Đâu có. Ý anh là lỡ sau này anh già đi và anh chết, lúc đó anh sẽ không còn bên cạnh chăm sóc cho em nữa, thì em có buồn anh không? Làm sao mà buồn được. Tất nhiên là không rồi. Hiền à. Hử? Bây giờ em muốn người bạn trai không lãng mạn của mình làm gì cho em đây? Em nói đi, làm gì anh cũng làm được. Nè, anh rút lại cái lời anh vừa nói đi nha, anh hối hận không kịp đó. Anh không rút. Được rồi, vậy thì anh thực hiện những cái điều mà em muốn đi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngay chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha cho hôn nắm say. Cuộc tình ngờ dài lâu ngủ say vòng tay em ai. Anh nào biết, anh nào có hay. Anh Phúc, bộ có chuyện gì hả anh? Vậy em có thích không? Tất nhiên là em thích rồi. Vậy thì anh không mệt. Anh ơi. Hử? Anh có biết tại sao em muốn anh cõng em không? Tại sao? Để cho em đỡ phải đi bộ mỗi chân. Vậy thì trước hay sao không nói sớm? Để anh cõng em đi, em đỡ mệt rồi. Như vậy là anh nói đó nha, kể từ ngày mai em sẽ bắt anh cõng em hoài luôn. Anh hối hận rồi hả? Anh Phúc hả? Anh hối hận rồi phải không? Đâu có. Tại vì anh đang suy nghĩ á. Suy nghĩ kiếm bài hát gì tặng cho em á. Anh hát đi. Vậy anh hát nha. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu. Cảm ơn anh.
đã cho em một ngày rất là tuyệt vời. Ờ, thôi em lên nhà đi. Thôi, sao lên sớm vậy? Đứng này chút xíu nữa đi rồi lên. Nghe Lê, lên nhà đi nha. Ừ, em đi nha. Sao 3 giờ sớm vậy? 10 giờ rồi còn sớm gì nữa. À ha. Nè, làm gì mà mặt mày hôm nay nhìn hớn hở với vậy ta? Đâu có gì đâu, thấy mặt tôi bình thường mà, đâu có hớn hở gì đâu. Còn chú số hả? Dạ, tôi chưa chú số đâu chú. Học vô phòng nha. La 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 la. Có chú số đừng quên chị em mình nha. Bữa nay anh Phúc làm mấy cái trò lãng mạn rồi. Dễ thương quá à. Dạ alo, em nghe. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ. Dư Hiền nè, chúng ta dừng tại đây nha. Anh là sao anh Phúc? Anh nói gì em không hiểu. Anh muốn chúng ta giữ mãi những kỷ niệm đẹp kỷ niệm. Cho nên anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thì sẽ tốt hơn. Nói giỡn với em hả? Vừa rồi mình còn vui vẻ lắm mà. Anh nói chia tay là sao? Anh đang giỡn với em hả? Ngay từ đầu anh đã biết được là chuyện của chúng ta sẽ không đi đến đâu mà. Chẳng phải em cũng nghĩ vậy đúng không? Ủa hồi nãy em có làm gì sai hả? Nếu mà hồi nãy có làm gì sai anh cho em sửa sai, chứ anh nói chia tay là sao vậy anh Phúc? Em không làm gì sai cả, và anh hy vọng sau này nếu chúng ta có gặp mặt thì cũng có thể vui cười và chào hỏi nhau một cách bình thường. Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn. Dạ anh chào thầy Phúc. Ờ chào. Thầy Phúc biết không, lần đầu tiên mà gặp thầy trong phòng giáo viên á, em thấy thầy quen dữ lắm luôn á thầy Phúc. Em đã nói với thầy rồi là em không có thích mà thầy lấy em ra làm bia đỡ đạn đâu. Thầy đừng có làm vậy với em nữa. Sẽ chứng minh cho thầy thấy thầy sẽ nghĩ khác với em. Em sẽ không có hậu đậu, không có vụng về nữa. Đúng rồi, từ trước tới giờ đâu có như vậy đâu. Tự nhiên bữa nay như là anh chán mình rồi. Nguyên nhân là lửa tình sẽ nguội dần theo thời gian. Anh đã biết được là chuyện của chúng ta sẽ không đi đến đâu mà. Chắc phải em cũng nghĩ vậy đi.